Báo Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, phát trên 4 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, phát trực tuyến trên website voh.com.vn. Đây là Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, phát trên 4 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, phát trực tuyến trên website voh.com.vn.